Chúng ta cũng đến với những thông tin về thời tiết. Nam Bộ những hôm nay thì vẫn nắng nhiều và nóng, sang hôm nay thì sẽ như thế nào chị Phương Ly? Dạ vâng ạ, Nam Bộ thì hôm nay vẫn sẽ có nhiều nơi nắng nóng đấy ạ. Dự báo là tại Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cao Lãnh, nhiệt độ cao nhất hôm nay ở mức nắng nóng 35 độ C. Còn lại tại thành phố Cần Thơ, Châu Đốc, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và các nơi khác phổ biến với mức nhiệt là 32 đến 34 độ C. Ngày trời nắng mạnh là vậy, tạo tiền đề cho mưa dông mạnh vào chiều tối nay. Dự báo là trời mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, tương ứng với màu xanh đậm như trên bản đồ. Quý vị chúng ta cần lưu ý là trong cơn dông dễ xảy ra các hiện tượng cực đoan như là gió giật mạnh, lốc sét gây nguy hiểm. Dông lốc mạnh có thể làm gãy đổ cột điện, sét đánh gây cháy nổ, mất an toàn lưới điện. Vì thế những hộ dân ở gần khu vực hành lang lưới điện quốc gia cần phải chú ý trong sinh hoạt thường ngày, nên chằng buộc các biển quảng cáo, tấm bạt, mái tôn và sắp xếp buộc lại gọn gàng các vật dụng dễ bị thổi bay, tránh trường hợp bị gió lốc thổi cuốn vào đường dây, trạm biến áp truyền tải điện gây nguy hiểm. Về thời tiết tại đảo Phú Quốc trong hôm nay thì dự báo là trời vẫn sẽ có nắng ngay từ sáng cho tới trưa, nhiệt độ cao nhất 31 độ C. Quý vị lưu ý là về chiều tối cũng sẽ xuất hiện mưa dông. Đến đêm thì trời sẽ tạnh ráo, nhiệt độ hạ xuống còn 26 độ C, trời mát. Quý vị chúng ta có các lịch trình ra vào các đảo từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, Kiên Giang. Trong hôm nay cần lưu ý là trời mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra hiện tượng gió giật và lốc xoáy gây nguy hiểm, tầm nhìn xa dưới 10 km.